Chào tất cả các anh em hôm nay nhìn thấy mình chắc lại nhí nha nhí nhảnh sướng đúng không? Thưa anh em, là dạo gần đây thì mình mang về rất là nhiều các dòng sản phẩm yêu thích, và đặc biệt là những dòng sản phẩm laptop chưa có tại thị trường Việt Nam. Như các bạn đã biết thì mình là một fan của ThinkPad, và tất cả những chiếc máy trên thế giới nó chưa có thì mình đều săn và mang về. Và hôm nay thì mình mang đến một dòng sản phẩm ở phân khúc hạng trung, có cái cấu hình cực kỳ lạ mắt luôn. Nếu như các bạn đã từng thấy là mình đã giới thiệu phiên bản đó là ThinkPad E580 và E590 đúng không ạ? Và hôm nay thì tớ lại giới thiệu một dòng sản phẩm đó là E595. Thưa các bạn, nếu như bình thường những chiếc laptop sử dụng dòng CPU của Intel thì các bạn thấy rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng đặc biệt ThinkPad lại sử dụng dòng CPU của AMD thì cực kỳ ít luôn. Và hôm nay là lần đầu tiên mình giới thiệu một chiếc laptop, đó là chiếc ThinkPad E595 sử dụng dòng CPU Ryzen. Các bạn biết không, Ryzen 3005 luôn. Chiếc máy của mình được trang bị đó là RAM 8GB kèm theo ổ cứng SSD NVMe dung lượng 256GB và với màn hình Full HD IPS đó. Và giá mình mang về dự kiến bán sẽ ở mức khoảng 19 triệu đồng cho một chiếc máy như này. Vâng, thưa các bạn, thì vì xử lý của AMD, ví dụ như con Ryzen 3005 kèm theo một tích hợp xử lý của cảm hình đó là AMD Radeon Vega 8 các bạn ạ, nó sẽ hỗ trợ bổ trợ các bạn các trong cái việc đó là chúng ta làm đồ họa cũng như chơi game nó sẽ tốt hơn. Nhưng giá bán của dòng AMD sẽ bao giờ thấp hơn trên thị trường. Sức mạnh đã có những bài test nó có thể tăng hơn đến tận 40% đến 50% vi xử lý cùng với cùng tầm tiền. Thì hãy cùng mình mổ xẻ và đánh giá trong sản phẩm này. Mời các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, để mang về được Việt Nam thì mình đã phải hy sinh. Đó là mình sẽ bóc siêu chiếc máy này. Thì mình đã bóc sẵn ra rồi, cài đặt cho nó nhanh các bạn ạ. Còn cái hộp của máy thì các bạn sẽ nhìn là nó như thế này. Chiếc máy này các bạn lưu ý là ở Việt Nam mình không có các bạn nhá. Và mình xách từ thị trường Mỹ mình mang về. Cái hộp của nó như thế này các bạn ạ. Và mọi thông tin xuất xứ của sản phẩm thì chúng ta sẽ check cái serial number này. Là chúng ta sẽ ra này. Này. Đó. Còn bên trong máy thì nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng mọi thứ như này các bạn nhá. Các bạn ơi, sạc của máy đây ạ. Và là chân USB Type-C. Như các bạn đã biết thì USB Type-C thì nó sẽ sạc nhanh hơn so với loại sạc thông thường 65W các bạn nhé. Đây là cáp của nó này, cáp sạc này. Hai chân, dễ cắm này, cho thị trường Mỹ này. Các bạn ơi, một cái thiết kế tối giản của chiếc ThinkPad đó là E595. Các bạn sẽ thấy này, sờ vào đây. Một cái chất liệu nhôm, chính vì thế mình sờ vào nó rất là mát với cái nhôm sơn nhám như này. Các bạn sẽ thấy một cái logo huyền thoại của ThinkPad và cái đèn này sẽ sáng được đỏ khi chúng ta đang sử dụng máy. Và ở trên này thì các bạn sẽ thấy là nó với công nghệ CMC, có nghĩa là nổi phần này lên. Các bạn nhìn nó đẹp không? Sang không? Trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là khoảng xấp xỉ 2kg. Với cái thiết kế này, cực kỳ tối giản, sẽ phù hợp cho các bạn làm trong môi trường văn phòng, kinh doanh, marketing. Máy ở bên tay phải của mình sẽ có một cái đầu độc thẻ này, một cổng USB này. Và đây là cổng LAN, rất tiện dụng cho anh em mà dùng mạng nội bộ. Rất ít máy bây giờ đời mới mà có cổng LAN như này nhá. Bàn lề đây các bạn sẽ thấy là một trục phẳng như này. Đó. Nói chung là với thiết kế của Lenovo thì họ làm cái vỏ nó là cực kỳ bền bỉ và chắc chắn, nói chung rất trâu bỏ luôn. Riêng các dòng máy của Lenovo ThinkPad. Các bạn sẽ thấy một cổng sạc Type-C này, HDMI này và hai cổng USB. Các bạn thì thấy là ký hiệu của pin này. Chúng ta sẽ cắm cáp smartphone vào đây mà sạc được các thiết bị điện thoại di động hay máy tính bảng. Phone mic được tích hợp giao tiếp đó là 3.5. Đằng trước là một bề mặt thiết kế phẳng, các bạn sẽ thấy này, không có gờ gì cả. Chính vì thế là chúng ta mở máy thì cũng phải từ từ, nhẹ nhàng, chúng ta mở như này, đó. Các bạn sẽ thấy là thiết kế mặt bên dưới của nó đây. Và anh em có muốn là mình mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng ngay bây giờ không? Đúng rồi, sở thích của mình review máy mà không mở máy ra thì quá lãng phí. Mở luôn để xem chiếc máy có khả năng nâng cấp được những gì các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là hí hoáy một lúc thì thiết kế của chiếc máy này rất dễ để chúng ta mở ra. Chỉ cần một cái tu vít bốn cạnh, các bạn sẽ mở thấy là những cái ốc vẫn còn dán trên này. Thiết kế cực kỳ hay luôn. Và những cái ô này sẽ hút không khí vào và tản khí nóng ra đằng sau. Các bạn sẽ thấy mình úp vào nhé. Đó, nó tản khí nóng ra đằng sau như này. Cái thiết kế cực kỳ thông minh luôn, mình rất thích luôn. Đây là hai cái hốc loa này, đó, Quino bản quyền. À, các bạn sẽ thấy này. Các bạn sẽ thấy là một bo mạch thiết kế vô cùng khoa học bên trong. À, đây là cái ổ cứng SSD, có hẳn tản nhiệt luôn này các bạn này. NVMe anh em nhá, 256GB này. Một bo USB, bo LAN, cái thứ ở bên ngoài này. Đây là cái quạt tản nhiệt này, hai ống đồng dẫn cho CPU này. Wi-Fi AC này.
hai slot cắm RAM sẽ hỗ trợ chúng ta nâng cấp tối đa sản phẩm này, đó là 32GB RAM, bốt RAM là 2400 hoặc 2666 các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy quả pin này. Đây các bạn sẽ thấy dung lượng của nó đó là 45Wh này. Quả pin này sẽ duy trì cho các bạn dùng từ 6 đến 8 tiếng, có nghĩa là gần như một ngày chúng ta đi làm mà không cần phải sạc chiếc máy này. Đây, các bạn sẽ thấy này, pin do Lenovo làm luôn nhé. Đây là chiếc ổ cứng 2,5 inch để chúng ta lưu trữ bên trong máy này. Các bạn sẽ thấy là hai cái loa. Loa của này thì chắc chắn là nghe cũng rất là hay đây. Tí mình sẽ test loa luôn. Chiếc máy này sẽ cho phép các bạn duy nhất đó là nâng cấp được gì ạ? RAM tối đa 32GB, ổ cứng SD, ổ cứng 2,5 inch. Ngoài ra thì tất cả các linh kiện onboard trên máy, chiếc máy này sẽ không có bản Vega rời. Các bạn nhìn thấy thiết kế như này, không có Vega rời rồi. Nó sẽ nhắm đến thì những người dùng chủ yếu đó là văn phòng và lập trình, cũng như các ứng dụng về đồ họa cơ bản thôi các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn sẽ thấy đây là mặt trước của chiếc ThinkPad, đó là E595. Chúng ta sẽ thấy model máy nó ở đây này. Và đây là thương hiệu của Lenovo sản xuất chiếc máy này. Và chúng ta sẽ thấy là ký hiệu của chip này. Các bạn sẽ thấy là Ryzen 3005. Sẽ tích hợp thêm đó là Radeon Vega 8 các bạn nhé, Grand Prix trên con chip luôn. Đây, anh em sẽ thấy là nó xử lý ở chế độ 2D ở mức FPS hơn 500. Trong khi đó những chiếc máy thông thường thì mức FPS xử lý nó thường khoảng 300, mà chiếc máy này hơn 500 các bạn ạ. Với một màn hình 15,6 inch Full HD IPS, chúng ta sẽ tích hợp camera ở đây, cảm biến cam, mọi thứ. Nó sẽ hỗ trợ các bạn các chương trình, ví dụ là gọi điện này, video chẳng hạn, quay video lại chẳng hạn. Và sẽ có hỗ trợ mic luôn, thì nó sẽ thu cả tiếng, thì các bạn dùng nó hoàn toàn là ok các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy là nhiệt độ của dòng CPU khi chạy ở chế độ này, đó là con Ryzen 3005, nó sẽ ở mức khoảng 66 độ C các bạn ạ. Tổng thể còn CPU trên này các bạn sẽ thấy nó rất là mát luôn này, 39, nó đang hoạt động là 39%, nhiệt độ là 66 này. Bàn phím này, các bạn sẽ thấy này. Riêng dòng bàn phím của ThinkPad thì đừng hỏi bố cháu là ai, bởi vì nó được mệnh danh là một cái bàn phím dùng sướng nhất thế giới. Đặc biệt là các anh em lập trình viên hay các bạn dùng để kinh doanh online, nói chung là cứ dùng các công việc gì bấm bàn phím thì con này là bàn phím quên sầu luôn. Chuột này. Các bạn ơi, phiên bản này của mình xách về thì nó sẽ không có LED phím, nhưng các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp phiên bản cao cấp hơn sẽ có LED phím các bạn nhé. Còn phiên bản này mình xách từ Mỹ về không hiểu sao lại không có LED phím. Còn nếu mà các chúng ta muốn nâng cấp LED phím thì thường nó sẽ mất khoảng 6 đến 700 ngàn một cái bàn phím của dòng ThinkPad này, rất là đắt. Ở đây sẽ có một cái logo cũng là bằng ThinkPad này, và mặt tì tay này của nó này cũng là hợp kim nhôm các bạn ạ. Chiếc máy này sẽ có vỏ bằng hợp kim nhôm này, Mazue. Và sẽ thêm cái lắp đít bên dưới nó bằng nhựa các bạn ạ. Mà cầm vào nó chắc chắn dùng sướng lắm. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test con CPU. Các bạn sẽ thấy là AMD Ryzen 3005. Điểm số của nó chỉ ở mức đó là 403 CB. Thì con máy này sẽ là tương đương con chip đó là 8250U thôi các bạn ạ. Nó cũng không phải là điểm số quá ấn tượng cho một chiếc máy của ThinkPad. Này, các bạn sẽ thấy này, nhưng được cái nó tích hợp cả con AMD Radeon này, Vega 8 này, Grand Prix này. Có con máy này, có cái này thì nó sẽ khỏe hơn, nó sẽ bổ trợ chúng ta chơi game cũng như làm đồ họa. Này, các bạn sẽ thấy nó xử lý đồ họa này. Mặc dù là con card đồ họa này thì nó không quá khỏe, thì các bạn có thể thấy là những hình ảnh chuyển động mô phỏng này nó sẽ vẫn hơi bị giật một chút. Bởi vì thực tế chiếc máy này nó sản xuất ra cũng chỉ ở phân khúc hạng trung, và nó cạnh tranh trực tiếp với con i5 đó là 8250U hoặc 8265 thế hệ chip Whistler của Intel. Nhưng có cái giá bán thường nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ chiếc máy này mới trên thị trường ở các phiên bản thông thường thì nó sẽ có phân khúc giá nó khoảng từ 20 triệu. Còn AMD thì bao giờ sẽ rẻ hơn một chút, khoảng 2 triệu. Nhưng cũng là một cái sự mới lạ trên các dòng sản phẩm ThinkPad. Các bạn sẽ thấy là điểm số của ổn cạc đồ họa on nó chỉ đạt đó là 26,88 thôi các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test đoạn video 4K trên chiếc ThinkPad đó là E595. Chúng ta sẽ có một chiếc màn hình 15,6 inch Full HD IPS. Và dải màu của chiếc máy này đạt được đó là 59,7% sRGB và 37,9% Adobe RGB.
độ sáng maximum có thể đạt 284 CD trên 1m2. Đây còn gọi là cường độ ánh sáng các bạn ạ. Với màn hình IPS thì góc nhìn chúng ta sẽ đạt đó là 178 độ này. Mặc dù là tỷ lệ phủ màu không được tốt, nhưng với màn hình của Lenovo truyền thống từ ngày xưa đến giờ thì đây là một chiếc màn hình rất tốt để chúng ta làm việc lâu, có nghĩa thời gian làm việc dài đấy các bạn. Nó có phủ một lớp chống lóa ở bên trên, có thể là chống mỏi mắt. Chúng ta làm việc thì nó sẽ hiệu quả hơn khi thời gian chúng ta làm việc dài. Thẳng như bản thân như mình kinh doanh online, mình có thể ngày làm việc trên máy tính có thể 10 đến 12 tiếng một ngày luôn. Âm thanh của máy này. Các bạn có thể nghe âm thanh của máy nhé. Thực tế mà nói thì với âm thanh và hình ảnh của chiếc Lenovo đó là E595 thì mình đánh giá ở mức điểm khung hình gọi là 8 thôi. Với màn hình độ sáng như này thì ổn, nhưng mà tỷ lệ phủ màu như này thì chưa hẳn là đã trung thực. Nếu như các bạn cần một chiếc máy có tỷ lệ sai màu kiểu thấp để chúng ta thiết kế đồ họa cũng như các ứng dụng về hình ảnh thì chiếc Lenovo ThinkPad này có lẽ là cũng chưa hẳn là nó phù hợp với các bạn. Còn thường màn hình thì bây giờ mà ngon lành thì cũng phải 72% đến 78% hoặc có thể 100% gamut thì là ngon nhất. Còn âm thanh này thì cũng không quá to, không quá bé, nói chung đủ nghe, đủ nhìn, đủ thấy các bạn ạ, chứ không phải là hẳn đã là đỉnh. Nhưng với một chiếc máy giá rẻ thì họ làm được như này cũng đã là ngon lắm rồi. Vâng, thưa các bạn, thì dù chiếc máy chỉ được trang bị CPU đó là AMD Ryzen 3005 và thêm cái Radeon Vega 8 thì mình cũng thử dựng một đoạn video 4K trên các phần mềm ở đây đó là Adobe Premiere xem nó chạy như thế nào. Thực tế đây, cấu hình chiếc máy này không hẳn là để làm đồ họa chuyên nghiệp, nhưng mà nếu mà chúng ta thử xem nó chạy nó có ra gì hay không. Chúng ta sẽ chọn 4K YouTube các bạn nhé. Một, hai, ba. Các bạn sẽ thấy tài nguyên của chiếc máy đang sử dụng này. Các bạn sẽ thấy là CPU hoạt động 100% này, RAM đang sở hữu mất 55GB. Và cả màn hình đang tham gia hoạt động này. Đoạn video này xử lý 4K là hơn 1 phút các bạn nhé. Được cái là cái dòng ThinkPad nó làm cái khả năng tản nhiệt của nó phải vô cùng ấn tượng luôn. Các bạn thấy là mình test từ đầu đến giờ nhưng sờ máy nó chỉ hơi ấm ấm thôi. Nhiệt độ nó rất là mát. Đấy, bắt đầu khi hoạt động ở chế độ render thì các bạn có thể nghe thấy quạt nó chạy đấy, cũng rất là êm luôn, mình để hẳn mic nhé. Nó rất là nhỏ nhẹ luôn. Nếu như bạn làm việc về đêm thì đây là một sản phẩm tuyệt vời luôn, bởi vì hệ thống làm mát nó tốt, máy nó chạy nó mát và nó không gây cái cảm giác ồn ào khó chịu, thì đêm chúng ta làm việc nó cũng sẽ rất là hiệu quả. Vâng, thưa các bạn, là với một con CPU thì đúng ra yếu hơn một chút so với con 8250U. Mình nói luôn, như này thì không ổn để chúng ta edit các đoạn video 4K, bởi vì thời gian render dài quá. Các bạn thấy là hơn 1 phút, chúng ta edit mất 7 phút. Ôi chà, cái này có lẽ chỉ là làm những đoạn cắt ghép video đơn giản hoặc là chỉnh sửa mức Full HD thì nó nhanh thôi. Chứ 4K thì nói luôn với anh em, con máy này không đủ cấu hình để chạy, hoặc có thể chạy mất rất nhiều thời gian. Anh em nhá, chú ý nhá. Vâng, thưa các bạn, rất thú vị để mình test một cái tựa game trên một chiếc ThinkPad chạy chip AMD đó là Ryzen 3005. Ở đây tựa game chúng ta đang test đó là Left 4 Dead 2. Một tựa game bắn súng 3D. Các bạn sẽ thấy là sức mạnh xử lý của chip AMD cũng không phải thuộc dạng vừa. Nó sẽ hỗ trợ rất tốt để chúng ta chơi game. Ở đây mình đang cài đặt ở chế độ cao. Mức FPS chúng ta sẽ nhận được từ khoảng 30 đến 40. Ôi dồi,
kinh khủng quá. Được cái là nhiệt độ của em này cực kỳ mát khi chúng ta chơi game, đó là sẽ ở mức 65 độ thôi anh em ạ. CPU chỉ sử dụng hết có 33%. Và RAM đang sử dụng trên máy nó chỉ hết có hơn 2GB thôi anh em nhé. Đấy, với cái cấu hình như này thì anh em có thể cài các tựa game chẳng hạn như PUBG Mobile này, Liên Minh Huyền Thoại này, Đột Kích, FIFA, Đế Chế, Half-Life, cài các kiểu vào chơi cho sướng. Chơi game không phải là nghiện, mà chơi game để chúng ta giải trí, chơi game để chúng ta giải trí chết thôi. Làm việc nó sẽ hiệu quả hơn. Khá mượt đúng không anh em ạ? Nói chung là mức FPS này thì không phải cao nhưng là đủ để chúng ta chơi. Đặc biệt nhiệt độ như này thì quá yên tâm. Vâng, thưa các bạn, là cũng rất thú vị. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm một chiếc ThinkPad đời mới lại chạy chip của hãng AMD. Cụ thể trên phiên bản E595 của mình đang sử dụng con Ryzen đó là 3005. Mặc dù là hiệu năng mình test thực tế thì nó không quá ấn tượng, nhưng được cái giá thành và thiết kế của dòng máy này cực kỳ bền tốt chắc chắn. Và đặc biệt nhiệt độ khi mình test chơi game hay làm đồ họa cực kỳ mát. Nó chỉ có dao động từ 50 đến 65 độ C. Đây là một nhiệt độ lý tưởng để chúng ta làm cái công việc mà kiểu dạng như chúng ta ngồi văn phòng mà dùng lâu, với hệ thống tản nhiệt làm mát. Bình thường trên các dòng CPU AMD thì các bạn sẽ thấy nó nóng như một cái lò, nhưng không hiểu sao ThinkPad họ lại làm được tốt như này. Thì đây là một cái điểm rất được trên chiếc máy. Màn hình, âm thanh thì mặc dù cũng chỉ ở mức trên trung bình một chút nhưng sẽ là đủ dùng. Bởi vì đây là thương hiệu ThinkPad, một chiếc máy để tối ưu cho các bạn dùng thời gian làm việc dài liên tục. Với ưu điểm của nó nữa, đó là cái màn hình 15,6 inch nhưng thời lượng pin có thể kéo dài liên tục được từ 6 đến 8 tiếng tùy vào các ứng dụng trên màn hình các bạn sử dụng. Thì đây là một chiếc máy có thời lượng pin cực kỳ tốt. Với hiệu năng hoạt động của bàn phím ổ cứng SD thì các bạn sẽ thấy là nó vô cùng tuyệt vời. Với ổ cứng SD thì các bạn sẽ thấy nó là NVMe nên nó chạy rất là nhanh, rất ngon lành, với tốc độ đọc có thể lên đến 1,7GB một giây. Mặc dù cũng chưa phải là ngon hẳn, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp một chiếc ổ cứng SD NVMe tốc độ cao hơn. Nếu các bạn có điều kiện, lắp luôn cho mình con Samsung PM981 mà chạy cho em này thì thôi, thì đừng hỏi bố cháu tốc độ nó đi đâu. Bởi vì với một chiếc ổ cứng SD đời mới thì nó khoảng 3,2GB một giây, và tốc độ ghi nó khoảng hơn 2000, quá khủng khiếp cho một chiếc máy như này. Màn hình của nó thì mình qua test thì thấy là cũng khá là mịn, mặc dù là tỷ lệ phủ màu có thể là vẫn cho cái thông số sai số cao, nhưng đủ để chúng ta làm cái công việc về văn phòng. Đặc biệt nếu các bạn sử dụng trong lĩnh vực lập trình thì chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp tối đa đó là 32GB. Thì mình thấy chiếc máy là khá ổn để các bạn chạy các ứng dụng mà chạy cần nhiều RAM. Đặc biệt là các anh em kinh doanh mà mở nhiều app chẳng hạn, hay là các anh em chạy video marketing, bật nhiều app quảng cáo thì chiếc máy vẫn có thể chống chịu được các bạn nhé, bởi vì RAM nó có nhiều mà. Tất cả những ưu điểm trên chiếc máy thì mình thấy đó là gì ạ? Nó thêm các cổng kết nối truyền thống thì chiếc máy nó vẫn đầy đủ, thì phù hợp, rất phù hợp với các bạn làm văn phòng. Rất là tiếc thì chiếc máy này không có giao tiếp đó là Thunderbolt 3 chẳng hạn. Nếu mà có Thunderbolt 3 thì chúng ta có thể cắm eGPU ra bên ngoài, hoặc có thể truyền tải tốc độ ra bên ngoài 40GB một giây. Nhưng thưa các bạn, xin nhớ đây là một sản phẩm giá rẻ. Tóm lại là chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. Với lớp vỏ bằng hợp kim nhôm Mazue và vật cái nhựa ở dưới đáy thì các bạn thấy đây, cảm giác mình cầm vào chiếc máy nó rất là chắc chắn. Nhưng có điều đó là với phần nhôm xước ở bên trên này thì mình có vẻ như sờ vào thì cũng khá là bám vân tay. Có lẽ đây cũng là cái điểm yếu của chiếc máy này. Còn bản lề nó mở chắc chắn lắm các bạn ạ. Việc tháo, mở và nâng cấp chiếc máy này mình thấy cũng rất là ok, đơn giản, nhẹ nhàng. Chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp RAM và ổ cứng SD. Ngoài ra, linh kiện gắn chết trên bo mạch chủ. Các bạn nên nhớ chiếc máy sẽ không cho phép nâng cấp cả màn hình rời các bạn nhé. Nó chỉ chạy cả on thôi, on tất trên bên. Chú ý khuyến cáo cho tất cả những anh em mà làm đồ họa chuyên nghiệp, chơi game chuyên nghiệp, thì đây không phải là chiếc máy để các bạn sở hữu, bởi vì nó không cần đồ họa rời và chạy chip như này, nó sẽ ngang ngửa hoặc có thể chậm hơn một chút so với con i5-8250U. Nhưng được cái giá bán, giá tiền chúng ta bỏ ra lại rẻ hơn và cũng là khá là mới lạ, bởi vì không ngờ khi mình cài các ứng dụng game, ví dụ là Left 4 Dead 2 thì với chip AMD nó lại hoạt động cực kỳ mượt. Mức FPS chúng ta có thể đạt được từ 40 đến 50, mà trong khi đó đây là một tựa game 3D. Thì có lẽ là con CPU này với con Radeon, ở đây chúng ta sẽ thấy đó là Radeon Vega 8, nó sẽ hỗ trợ đồ họa tương đối là ổn. Mình nghĩ là chiếc máy này trong cái phân khúc là làm các công việc về đồ họa tầm trung này, lập trình, văn phòng, kinh doanh marketing hoặc là kế toán, nói chung là các lĩnh vực làm các công việc đó là gõ bàn phím nhiều, thì đây là một chiếc máy tuyệt vời cho các bạn.
Vâng, thưa các bạn, là chương trình giới thiệu, tư vấn và đánh giá đó là chiếc ThinkPad E595 của mình xin đây là khép lại. Lưu ý các bạn là sản phẩm của mình mang về đây là sản phẩm nhập nguyên chiếc từ Mỹ về và ở thị trường Việt Nam chưa có các bạn ạ. Thì các bạn có muốn trải nghiệm sản phẩm này qua luôn cửa hàng 304 Thái Hà để trải nghiệm các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.